Chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Đây là account một bạn cho mình mượn để làm clip Pitbull và Dianga. Pitbull thì luôn đi kèm với cả sự kiện mèo thần tài. Vì đây là account để đua Pit, cho nên mình sẽ che số kim cương đi. Đây là lần đầu tiên quay 7 điểm ở bản tiếng Anh. Tại vì bản tiếng Anh mình VIP 0 nên mình cũng chưa dám chơi cái sự kiện này. Còn ở bản tiếng Trung thì quay nhiều rồi. Ở đây thì sự kiện VIP vua thì mỗi một lần quay nhân 1 là được 10 điểm, quay nhân 10 là được 100 điểm. Phần thưởng của người hạng nhất: một S cộng 4 sao và 240 mạch đủ lên 6 sao và thừa 80 mạch, và một cái khung đặc biệt của Dianga. Thì clip này mình sẽ quay và giành được top 1 của Dianga. Sự kiện Beat War này thì mình khá là thích hơn là sự kiện Red. Ở khoản đó là được khá nhiều đồ, nhưng mà nó cũng khá là rủi ro nếu bạn mà không có nhiều kim cương để đua, hoặc server nó khá là khó khăn. Đây bạn sẽ kiếm được rất nhiều thức tỉnh, cả mảnh bạn đang đọc, và thêm một số đồ như heo item tím. Một lần quay thì chắc chắn sẽ được một mảnh mặt đăng vàng rồi. Đến một lúc nó lại có thêm được một thức tỉnh trang bị tiếp. Đây là đồ tăng vũ khí cho hệ lửa, rồng và tiên. Ứng với mỗi mốc thì gặt được nhận quà. Ở đây nếu các bạn muốn ăn được con S ở sự kiện này thì tối thiểu các bạn phải lên được 600 điểm. 3 này, 5 là 8 này, 8 là 13 này, 13 cộng 7 là 20 này. Và thêm nữa là các bạn nằm phải nằm trong cái mốc hạng 21 30, các bạn thêm 3 mảnh nữa. Tổng thế được là 50 mảnh đủ ghép một con, tính ra 600 điểm này là tương đương 4.000 kim cương. Rồi bắt đầu quay tiếp, đang có 1.600 đây, 1.700. Lại thêm một đồ nữa. Một đồ nữa. Một kim điểm và được khá là nhiều đồ heo item tím. Nói chung đây là một sự kiện để lấy heo item tím và thức tỉnh trang bị khá là tốt. Nó lại quay. Thêm một
một cái nhẫn nữa à, vòng tay cho hệ cỏ, được luôn một cái heo tím tím dành cho hệ cỏ bọ và đất, tăng 5% máu và tốc độ. Về sau thì sự kiện Big World nó sẽ cập nhật thêm các mốc 7.000, 10.000 và 15.000 nữa. Hiện tại thì chỉ có 5.000 là cao nhất thôi. Một cái nhẫn cho hệ băng, đá và thép dành cho Dianga luôn. Một cái bao quét, thêm một heo item tím nữa. Lần cuối quyết định được thêm một cái tăng tấn công tức từ trang bị nữa dành cho hệ thép này, cho Dianga luôn này. Ok, và giờ để bắt đầu con kim cương để trong 2 ngày tới đua tiếp. Thế là thu hoạch được khá nhiều sau sự kiện. Hôm nay bản tiếng Anh đã bắt đầu cập nhật cái sự kiện Carnival Festival này, sự kiện 7 ngày này. Thì mình sẽ nói lại cái sự kiện này. Và sự kiện lật đồ này. Ở đây thì các món đồ có. Không biết là có cái sự kiện. À, có. Ở đây các sự chữ này thì các bạn phải quét ải thì nó sẽ ra chữ và dùng chữ để đổi đồ. Đã có sự kiện nhân đôi luôn. Cũng có một cái này, các bạn ấn vào đây sẽ được nhận được. Nó cũng giống với bản chung, nhưng bản chung ra trước một tháng, à ra trước một tuần. Ở đây thì các bạn để dành lại, để khi nào mà thiếu cái nào thì các bạn sẽ sử dụng cái đấy. Lucky Flip, ở đây có những nhiệm vụ để lấy mở. Điều kiện là các bạn phải mở trúng được cái chìa khóa này trong vòng 16, trong 16 ô này. Nếu mở đúng là sẽ tiến lên cái phần thưởng tiếp theo. Và đây là pick loop, y như là cái sự kiện năm trước ở bản tiếng Trung, cũng là y xì như này. Các bạn cứ mở, nếu mà hên thì sẽ được 10 cái chìa khóa này sẽ đến được tiếp theo luôn. Còn xui thì cứ phải mở đến khi nào mà có mới được. Đây là xui rồi. Ở đây có các nhiệm vụ là nạp 60 kim cương 10 lần. Nếu bạn 600 kim cương là đủ 10 lần luôn. Ở đây là các bạn ấn vào thôi, quay vàng 5 lần. Đây là quét ải thưởng 30 lần. Ở đây đánh đấu trường 5 lần. Đây là mua thể lực 2 lần. Quét ải này được sẽ được chữ nhưng mà nó sẽ không được nhân đôi đâu, hên xui được một chữ. Ở sự kiện 7 ngày này thì mình có làm ở trong cái clip tiếng Trung danh sách rồi,
ngày 1 quét ảnh thường với cả ảnh tinh anh, ngày 2 với những VIP thấp thì các bạn nên tích, đừng sử dụng, đừng nhận quà của cái phần dispatch thì sẽ nhận được nhiều các mục cuối này hơn. Đây là nâng cấp Pokemon, đột phá breakthrough, đây là tiêu bạc. Phần 3 là đánh đấu trường. EV trên phần effort value, ở đây là các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ khác nhau như là quay chìa khóa. Phần thưởng là các bạn sẽ được cái ngôi sao này, mở một ngôi sao thì sẽ được nổ. Nhân có mảnh vạn năng vàng gì đó đỏ hoặc là đồ linh tinh. Ở sự kiện này bạn nên lấy cái khung vào bên cái người khung này, tại vì nó là đồ đặc biệt, cái danh hiệu này tăng sự tự, tăng chỉ số avatar này vậy cũng được, lấy nhân vật nữa. Hòm chọn đồ thức tỉnh, hòm chọn Pokemon S, viên đá tím thì nên lấy này, thêm cả kim cương này nữa, rune vàng, đá đôi đổi máy móc tím nên đổi, đó là những cái nên đổi đầu tiên.